Một bộ PC giúp các anh em game thủ say mê đắm chìm trong các tựa game online nổi tiếng như GTA 5, PUBG, Liên Minh ngay tại nhà trong dịp Tết 2024 này. Hôm nay, Phương Thành Computer sẽ đem đến cho anh em có hình PC sở hữu card đồ họa GTX 1660, giá đang giảm chỉ còn 2.900.000. Anh em game thủ hãy nhanh tay sở hữu ngay em nó để có thể chiến mừng những tựa game yêu thích của bản thân trong dịp Tết 2024 này nha. Qua đoạn video vừa rồi, anh em thấy sao? Chứ riêng mình về phần ngoại hình của con cạc này khá nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích bên trong cây. Nếu anh em dùng những dạng vỏ cây nhỏ cho đến vừa, vẫn thoải mái gắn được con Vega này. Phía mặt trước được trang bị hai fan tản nhiệt, có dáng hình ao sét túc, trông rất xịn sò và gaming. Tông của con cạc này là tông màu xám đen, nhìn rất đơn giản nhưng sang trọng, phù hợp với những anh em thích sự tối giản. Còn về hiệu năng của con cạc này thì với 1408 nhân CUDA, 6GB RAM, card đồ họa này có thể thoải mái cân mượt các tựa game hot nhất hiện tại. Giá của em card này hiện tại bên mình đang giảm chỉ còn 2.900.000. Và để có thể test được game cho anh em xem hiệu năng của nó ra sao thì không thể thiếu các thành phần linh kiện còn lại của bộ PC. Mình trang bị con chip i5-10400F thế hệ thứ 10, có 6x12 luồng, khả năng gaming cũng như đa nhiệm cực kỳ tốt, giúp xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc. Với số nhân số luồng nhiều như vậy, anh em có thể vừa chơi game vừa mở các tác vụ bên ngoài như nghe nhạc, lướt TikTok. Điều đặc biệt, các bạn có thể edit video, render video ngay trên con CPU Core i5 thế hệ thứ 10 này. Mình sẽ trang bị cho anh em cặp RAM 8GB có LED RGB bus 3200. Với cặp RAM này sẽ giúp anh em chiến hầu hết các tựa game hot nhất hiện tại. Phương Thành Computer đang có chương trình mang cả tiệm net về nhà, và cấu hình này có giá là 8.900.000, sở hữu ngay bộ PC với card màn hình GTX 1660, thoải mái chiến hầu hết các tựa game hot nhất trên thị trường. We'll be right back.
Chỉ với 8.900.000 là anh em đã sở hữu được một con PC với GTX 1660, thoải mái chơi được những tựa game hot như hiện tại. Anh em còn chân chơi gì nữa mà không muốn nghe em nói thế nào?